những vũ khí bá đạo của các thượng huyền quỷ trong Kimetsu no Yaiba. Như anh em đã biết, để có thể làm ăn bươn trải trên con đường diệt quỷ, các kiếm sĩ phải sở hữu một sức mạnh nhất định, còn nếu không thì chắc chắn xác định một đi không trở lại, trở thành bữa tối cho những con quỷ hung bạo. Bên cạnh đó, việc những con quỷ sở hữu khả năng tái tạo siêu đẳng cũng khiến chúng trở nên đáng sợ hơn. Gần như những đòn tấn công thông thường không thể hạ gục được quỷ, và cách phổ biến nhất để giết chết một con quỷ chính là chém rơi đầu chúng bằng thanh kiếm Nichirin được cung cấp bởi làng thợ rèn. Từ đây chúng ta được chứng kiến vô số thanh katana bao đẹp bao ngầu được sử dụng bởi các kiếm sĩ diệt quỷ. Tất nhiên, những vũ khí kia hoàn toàn được chế tạo từ quạng Nichirin và tùy vào đặc điểm sức mạnh, hơi thở của những kiếm sĩ khác nhau, chúng sẽ được thiết kế khác nhau. Đó cũng là lý do không dừng lại ở katana, chúng ta còn có nhiều kiếm sĩ sử dụng cả đao, rìu, chùy hay thậm chí còn có dân chơi xài luôn cả súng. Chúng quy lại, phải có vũ khí thì các kiếm sĩ của chúng ta mới diệt được quỷ. Nói đến đây, có lẽ nhiều anh em sẽ nghĩ rằng video này chúng ta sẽ tìm hiểu về những thanh katana của các kiếm sĩ trong Kimetsu no Yaiba đúng không? Câu trả lời là không nhá. Chủ đề này mình đã có một video trên kênh và anh em có thể tìm để xem lại nhá. Thay vào đó, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vũ khí của những thượng huyền quỷ, những con quỷ sở hữu sức mạnh lớn nhất trong truyện. Và đương nhiên, vũ khí của chúng là một phần quan trọng để tạo nên sức mạnh đó. Còn bây giờ, để biết thêm chi tiết thì bắt đầu video ngay thôi nào. Tân Thượng Lục Kagaku Katana. Kagaku vốn xuất thân là một kiếm sĩ diệt quỷ, sở hữu hơi thở sấm sét. Tuy nhiên, để giữ lại mạng sống của mình, Kagaku bất chấp tất cả, cầu xin Kokushibo để được trở thành quỷ. Tên này cơ bản đã có nền tảng sức mạnh hơi thở, nên khi hóa quỷ, sức mạnh của Kagaku tăng tiến rất nhanh. Bằng chứng là hắn đã leo đến chức Thượng Lục trong thập nhị nguyệt quỷ. Như đã nói, vì là một trong hai con quỷ hiếm hoi sử dụng được hơi thở, nên vũ khí của Tân Thượng Lục vẫn là thanh katana quen thuộc của hắn. Vẻ ngoài của thanh katana này tương đối giống với katana của Zenitsu. Điều này là dễ hiểu bởi cả hai được đào tạo bởi cựu minh trụ Jigoro. Tuy nhiên, sau khi hóa quỷ, thanh katana của Kagaku đã có những biến đổi nhất định. Tay cầm của thanh katana hóa màu đen và cả hoa văn sấm sét trên lưỡi kiếm cũng chuyển dần sang đen thay vì vàng như trước đó. Ý nghĩa của sự chuyển hóa này cho chúng ta thấy hai con đường trái ngược mà Kagaku và Zenitsu đang đi. Nếu như Pikachu tóc vàng vẫn giữ vững được sự trong sạch với tay cầm kiếm trắng, kèm theo đó là sức mạnh thuần túy, tốt đẹp của hơi thở sấm sét với hoa văn màu vàng trên lưỡi kiếm, thì màu đen trên cả tay cầm lẫn hoa văn lưỡi kiếm Kagaku cho thấy hắn đã hoàn toàn lạc lối, sa đọa và đánh mất mục đích tốt đẹp của một kiếm sĩ. Hắc lôi của Kagaku lúc này đại diện cho tội ác, sự tàn bạo của quỷ và nó được khắc họa rõ nét với thanh kiếm của hắn. Kagaku có thể sử dụng thanh katana của mình như một vật dẫn hắc lôi, tạo nên những đòn tấn công tầm gần lẫn xa kèm theo sấm sét, từ đó tạo nên sát thương lớn cho đối thủ. Tất nhiên, vũ khí của Kagaku xét về chất là rất tốt bởi dù gì nó cũng xuất phát từ làng thợ rèn. Tuy nhiên, tốt đến đâu thì khi được sử dụng với mục đích tà ác, Kagaku vẫn phải nhận lấy cái kết đắng. Hắn đã bị chính sư đệ Zenitsu kết liễu trong trận chiến tay đôi ở Vô Hạn Thành, chấm dứt một hành trình đầy rẫy sai lầm và tội ác của Kagaku. Anh em thấy đấy, vũ khí ngon mà tâm tà thì cũng hẹo thôi. Thượng Lục Gyutaro, liềm, Daki, lụa. Đến với anh em nhà Thượng Lục, chúng ta có những vũ khí hết sức quen thuộc. Nói về Daki, ả ta sử dụng những giải lụa làm vũ khí cho mình. Những giải lụa này xuất phát từ huyết quỷ thuật, khâu dẫn đai của Daki. Do đó không giống với lụa thông thường mà lụa của Daki được cấu tạo từ chính máu thịt của ả. Và dù là máu thịt, Daki vẫn có thể điều chỉnh độ cứng cáp lẫn dẻo dai của vũ khí. Khi cần, nó có thể cứng đến mức làm mẻ kiếm của Tanjiro. Và khi dẻo dai, nó uốn éo khó chịu đến mức các tân binh không thể nào chém được giải lụa của ả quỷ. Sự linh hoạt của loại vũ khí này cũng hết sức đáng nể khi không chỉ dùng để tấn công, lụa của Daki còn được sử dụng như khiên phòng thủ và nó đủ chắc chắn để chặn hoàn toàn một đòn tấn công kết hợp bom mini của âm trụ Tengen. Đặc biệt hơn, khi nhận thêm sức mạnh từ Oni-chan, vũ khí của Daki càng thêm phần lợi hại. Ngoài ra, một điều hết sức thú vị nữa là việc giải lụa của Daki hoàn toàn có thể tách ra, hoạt động riêng biệt với mục đích giam giữ thức ăn, thậm chí phần lụa này có ý thức riêng và hành động như thuộc hạ của Daki vậy. Với Gyutaro, hắn sử dụng cho mình một cặp liềm trong chiến đấu. Thực tế, đây là món đồ chơi thuở bé của Gyutaro, một cặp liềm do khách làng chơi bỏ quên.
Thông thường chúng ta biết đến liềm với tác dụng cắt những thực vật thân mềm, điển hình nhất là dùng để gặt lúa. Nhưng với Gyutaro, hắn sử dụng nó như một món vũ khí lợi hại, có thể đoạt mạng kẻ khác bất cứ lúc nào. Trong quãng thời gian làm đòi nợ thuê khi còn là con người, Gyutaro cũng sử dụng món vũ khí này. Thậm chí, khoảnh khắc Gyutaro đau đớn tột độ khi chứng kiến em gái bị thiêu sống, hắn đã dùng chính cặp liềm đó đoạt mạng tên samurai làng chơi và ả tú bà. Về sau khi hóa quỷ, vũ khí đó vẫn gắn liền với hắn, tuy nhiên nó được nâng cấp sức mạnh lên rất nhiều. Dễ thấy nhất là việc cặp liềm đã được tế bào máu thịt của Gyutaro kiểm soát nên nhìn khá là ghê rợn. Món vũ khí ấy trở thành một phần máu thịt của tên quỷ. Không chỉ tạo nên những đòn tấn công sát thương vật lý đơn thuần, vũ khí của Gyutaro còn đặc biệt nguy hiểm khi nó tích hợp độc tố trong từng đòn đánh. Và ăn phải thứ độc tố này, chắc chắn đối thủ sẽ suy yếu nhanh chóng và chết dưới tay Gyutaro. Chỉ có âm trụ may mắn cầm cự được rất lâu nhờ vào việc anh là Shinobi. Và đương nhiên, Gyutaro cũng dễ dàng điều khiển quỹ đạo quỷ khí của mình khi nó là một phần máu thịt của hắn. Một loại vũ khí trông có vẻ đơn giản, hết sức đời thường, nhưng khi Thượng Lục kết hợp nó với huyết quỷ thuật, huyết liêm của mình đã tạo nên sự chết chóc rõ rệt. Thượng Ngũ Gyoko Bình. Với huyết quỷ thuật của mình, Gyoko có thể tạo và sử dụng những chiếc bình như vũ khí của mình trong tấn công lẫn phòng thủ. Thượng Ngũ thường sử dụng những chiếc bình trong nhiều khía cạnh khác nhau, chẳng hạn như ẩn nấu, né tránh đòn tấn công bằng cách dịch chuyển sang một chiếc bình khác, dùng để chứa đồ hay thậm chí làm kinh tế với việc bán đi những chiếc bình. Mục đích thực sự của việc này dùng để thu thập thông tin, và cũng nhờ cách này mà Gyoko mới tìm ra vị trí làng thợ rèn. Đặc biệt trong tấn công, thực chất những chiếc bình không hẳn là vũ khí, mà đúng hơn nó là vật dẫn trung gian để tạo ra những vũ khí khác. Dễ hiểu hơn là Gyoko có thể dùng những chiếc bình để triệu hồi những sinh vật biển tấn công đối phương. Trong truyện, Gyoko đã triệu hồi ra nhiều sinh vật biển khác nhau như những con cá nhỏ phóng ra kim châm, một con bạch tuộc khổng lồ hay cả những sinh vật kỳ dị khác có thể tự do di chuyển, tấn công làng thợ rèn. Không dừng lại ở đó, những sinh vật này phần lớn đều có độc tố chết người. Tất nhiên, chiếc bình của Gyoko còn triệu hồi được cả nước biển, tạo nên đòn khống chế thủy ngục vô cùng lợi hại. Thanh niên này mà ở thế giới One Piece có khi là bố của mấy thằng sử dụng trái ác quỷ anh em ạ. Tóm lại, những chiếc bình của Gyoko tương đối đa dụng và nhìn chung nó đủ nguy hiểm để giúp tên này sở hữu một sức mạnh đáng nể. Tuy nhiên, khi chiến đấu với 100% sức mạnh, Gyoko không sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào bởi hắn cho rằng cơ thể hoàn mỹ của hắn chính là vũ khí tối thượng. Tân Thượng Tứ Nakime, Đàn Tì Bà. Là thành viên được bổ sung vào hàng ngũ thập nhị nguyệt quỷ sau trận chiến làng thợ rèn, Tân Thượng Tứ Nakime nhìn chung khá thọt so với các đồng nghiệp khác về khía cạnh chiến đấu. Nữ quỷ này nghiêng về phần hỗ trợ cũng như đảm nhận công tác do thám thông tin. Với huyết quỷ thuật của mình, Nakime có thể tạo và điều khiển pháo đài vô cực, tạo nên căn cứ vững chắc cho tập đoàn đa cấp Mu Thị Gian. Và để làm được tất cả điều đó, Nakime phải thông qua cây đàn tì bà của mình. Với việc chơi đàn, Nakime có thể triệu hồi các con quỷ khác, dịch chuyển họ đến địa điểm mong muốn. Chưa kể ả ta còn thay đổi được kiến trúc pháo đài vô cực và sử dụng nó trong tấn công lẫn phòng thủ. Đánh giá một cách khách quan thì cây đàn tì bà của Nakime không tỏ ra là thứ vũ khí quá mạnh hay nổi bật, nhưng nó là điều kiện cần để ả ta sử dụng được sức mạnh của mình. Thượng tứ Hantengu, đa vũ khí. Trường hợp của Hantengu tỏ ra khá đặc biệt. Vốn dĩ thượng tứ có thể phân tách ra nhiều bản thể cảm xúc khác nhau, do đó hắn cũng sử dụng rất nhiều loại vũ khí khác nhau. Và đặc điểm chung của những vũ khí này là vô cùng lợi hại. Nó đem lại những khả năng nổi bật riêng cho từng bản thể của hắn. Bắt đầu với bản thể gốc Hantengu, tên này không sử dụng vũ khí, nguyên trận chỉ chơi trò bảy trọ, chỉ được cái cứng đầu cứng cổ, lúc nào cũng sợ sệt, đáng thương. Tuy nhiên hắn lại là chìa khóa trong việc đánh bại được tên quỷ này, bởi khi chặn đầu được Hantengu thì mọi thứ mới kết thúc. Bản thể tiếp theo là Sekido, tức giận. Tên này sử dụng một cây trượng tích điện. Khi tấn công đối thủ bằng vũ khí này, sấm sét sẽ làm tê liệt đối thủ. Một loại vũ khí tương đối phiền phức, đối đầu với Sekido chẳng khác nào đối đầu với một anh police đang cầm dùi cui điện cả anh em ạ. Bản thể thứ ba là Karaku, vũ khí của hắn có dạng như một chiếc quạt hình lá phong và khi tấn công nó có thể tạo ra những cơn cuồng phong mạnh khủng khiếp, dễ dàng áp chế, thậm chí đè nát cả đối thủ. Càng ở trung tâm đòn tấn công, lực gió công kích sẽ càng mạnh. Aizetsu là bản thể tiếp theo được tạo ra dựa trên cảm xúc nỗi buồn. Hắn dùng một cây thương với hai đầu được thiết kế khác nhau, một bên dùng để xuyên thủng đối thủ và một bên chủ yếu để khống chế đối thủ.
Bên cạnh đó, khả năng đặc biệt của cây thương này là việc Aizetsu có thể điều khiển được kích thước của nó như phóng to, thu nhỏ, kéo dài hoặc thu gọn đều được. Với bản thể vui vẻ Orogi, hắn sử dụng móng vuốt sắc bén để tấn công. Ngoài ra, do tên này khá giống với chim cho nên hắn có thể bay được và còn có thể tấn công đối thủ bằng đòn sóng xung kích từ miệng. Bản thể thứ 6 của Hantengu có tên Urami, nó đại diện cho cảm xúc thù hận. Nhìn chung, bản thể này chỉ là một bị thịt bảo vệ cho bản thể gốc. Còn sức chiến đấu gần như bằng không và Urami cũng chẳng sử dụng một loại vũ khí nào. Cuối cùng chúng ta đến với bản thể mạnh nhất Zou Hakuten. Đây là bản thể được tạo ra khi bản thể tức giận hấp thụ những bản thể ban đầu, từ đó tạo nên một tên quỷ mang vẻ ngoài như đứa trẻ nhưng sở hữu sức mạnh khổng lồ. Quan trọng hơn, Zou Hakuten sử dụng được tất cả những khả năng riêng biệt của các bản thể trước đó kèm theo khả năng tạo và điều khiển những con mộc long của chính mình. Và tất nhiên, để điều khiển tất cả những sức mạnh của mình, Zou Hakuten sử dụng chiếc trống Tomoe đeo sau lưng của mình. Việc gõ vào những chiếc trống khác nhau sẽ giúp thi triển những loại sức mạnh khác nhau. Tất nhiên, tên quỷ cũng có thể kết hợp sức mạnh lại bằng những nhịp điệu khác nhau và việc tăng hay giảm nhịp điệu trống cũng giúp thay đổi chỉ số sức mạnh được thi triển. Có thể nói, Hantengu là người sử dụng rất nhiều loại vũ khí đặc biệt và mạnh mẽ. Và nếu anh em không biết, thì nguồn cảm hứng của các loại vũ khí này phần lớn đến từ bộ truyện kinh điển Tây Du Ký. Thượng nhị Duma, quạt. Vũ khí chính của Duma là một cặp quạt được chế tạo từ vàng và ngọc bích. Nó thể hiện được độ rigid lẫn phong cách chiến đấu tương đối thư thái của tên quỷ. Trên quạt, Duma cũng điêu khắc hình ảnh mang đậm nét tôn giáo là hoa sen. Nhìn chung, Duma vô cùng thông minh trong cách chọn lựa sử dụng cặp quạt trong chiến đấu bởi nó có thể tối ưu được huyết quỷ thuật của hắn. Bằng việc múa quạt, Duma sẽ tạo ra những cơn gió nhất định và những cơn gió này sẽ làm điểm tựa để huyết quỷ thuật phấn đông lạnh của hắn lan tỏa về hướng đối thủ. Anh em đừng xem thường bộ môn múa quạt bởi việc làm chủ hướng gió, điều chỉnh hướng tấn công là con át chủ bài trong sức mạnh của Duma. Trong truyện thì anh em cũng thấy được Duma múa quạt thuần thục như thế nào và gần như hắn không cho đối thủ bất cứ một cơ hội nào để tiếp cận hắn. Ngoài ra, do làm từ chất liệu cứng cáp, cụ thể là vàng và ngọc bích nên cặp quạt cũng được Duma sử dụng như những món vũ khí cận chiến thông thường. Nó là thứ đã cắt đứt phần ngực của Shinobu khiến cô tổn thương nghiêm trọng trước khi hy sinh. Hay Kanao cũng suýt chết với một đòn tấn công chớp nhoáng từ cặp quạt này. Một vũ khí tưởng chừng như đơn giản nhưng trong tay Duma nó thực sự khác biệt. Thượng nhất Kokushibo, Katana. Cuối cùng, chúng ta đến với con quỷ mạnh nhất trong hàng ngũ thập nhị nguyệt quỷ, thượng nhất Kokushibo. Ông sử dụng một vũ khí quen thuộc là Katana bởi đơn giản Kokushibo cũng từng là kiếm sĩ trước khi hóa quỷ. Với việc là con quỷ hiếm hoi sử dụng được hơi thở lại còn là hơi thở gần nhất với hơi thở khởi nguyên, không khó hiểu khi đẳng cấp của Kokushibo thực sự khác biệt. Và sự khác biệt đó cũng hoàn toàn đúng với vũ khí của ông. Trong khi hầu hết các thanh katana của kiếm sĩ sát quỷ đoàn được rèn bằng quặng Nichirin, thì katana của Kokushibo được tạo nên bằng chính máu thịt của ông. Khi sử dụng thanh katana làm từ máu thịt đó, Kokushibo đạt được hai mục đích chính. Trước hết, ông vẫn giữ vững được bộ chiêu thức hơi thở mặt trăng. Thứ hai, ông sẽ tối ưu được hết quỷ thuật mục ngọc kiếm. Kết hợp hai thứ đó lại, chúng ta có một hơi thở mặt trăng cách tân với sát thương khủng khiếp. Đáng nói hơn, những đường kiếm của Kokushibo không đơn thuần là hiệu ứng mà nó được vật chất hóa khiến mọi đối thủ phải e dè. Ngoài ra, thanh katana của Kokushibo còn đặc biệt lợi hại khi nó cũng sở hữu khả năng tái tạo như chính thượng nhất. Từ đây, Kokushibo sở hữu một thanh kiếm bất tử theo đúng nghĩa đen. Đó là còn chưa kể đến khả năng tích hợp những con mắt lên kiếm giúp gia tăng tối đa tầm nhìn cho thượng nhất. Chính xác hơn thì Kokushibo gần như không có góc chết với những con mắt đó. Khả năng cuối cùng từ vũ khí này là thay đổi hình dạng theo ý chủ nhân, từ độ dài ngắn, số lượng lưỡi kiếm, vân vân và mây mây. Tất cả những thứ đó tạo nên một thanh katana tối thượng, cơ mà vẫn bị mấy đứa cháu hội đồng cho đến chết. Buồn cho cụ nhất. Ok, trên đây là video tổng hợp lại tất cả những vũ khí bá đạo của dàn thượng huyền quỷ. Anh em thích vũ khí nào nhất? Nhớ để lại một like, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và như thường lệ, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Góc Comment. Bình luận đầu tiên trong video ngày hôm nay đến từ bạn Quan. Làm top 10 nữ quỷ mạnh nhất chuyện đi anh. Ok, mình sẽ tìm hiểu ngay về chủ đề này nhá. Bình luận may mắn thứ hai trong video ngày hôm nay đến từ bạn Pearl K. Anh làm giả thuyết Mitsuri hóa quỷ nhưng vẫn giữ được ý thức như Nezuko đi anh.
Một giả thuyết khá là thú vị, nhưng cá nhân mình thấy tiếc cho Mitsuri bởi khi cô hóa quỷ thì sức mạnh nổi bật nhất của cô là cơ bắp gần như bị xóa bỏ. Như thế không hay chút nào đúng không? Bình luận thứ 3 và cũng là bình luận cuối cùng trong video ngày hôm nay đến từ bạn Panda Gấu. Nếu Mu Gian là nhân vật chính thì sao anh? Thì tập đoàn quỷ của Mu Thị Gian thống trị thế giới em nhé.